Hyundai Creta là mẫu SUV cỡ B đã lần đầu tiên ra mắt Việt Nam vào hồi tháng 3 năm rồi dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Tuy nhiên, từ tháng 4 vừa qua, mẫu xe này đã được chuyển sang lắp ráp trong nước nên đủ điều kiện hưởng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của chính phủ trong nửa cuối năm nay. Tuy nhiên, hiện tại một số đại lý vẫn còn Hyundai Creta tồn kho. Để giải phóng hàng tồn, các đại lý đã tung ra các chương trình khuyến mại, giảm giá cho Hyundai Creta nhập khẩu nguyên chiếc. Cụ thể, một đại lý ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh giảm giá tiền mặt lên đến 70 triệu cho Hyundai Creta nhập khẩu nguyên chiếc. Trong khi đó, một đại lý ở khu vực Hà Nội báo giá chỉ 570 triệu cho Creta nhập khẩu bản tiêu chuẩn. So với mức giá niêm yết, bản tiêu chuẩn ở đại lý này rẻ hơn ít nhất 60 triệu. Một đại lý khác cũng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh lại áp dụng mức giảm giá thấp hơn, chỉ 45 triệu cho bản nhập khẩu. Không chỉ xe nhập khẩu nguyên chiếc mà ngay cả Hyundai Creta lắp ráp trong nước cũng có chương trình khuyến mại tại đại lý. Theo đó, ngoài hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của chính phủ, một đại lý còn ưu đãi thêm hơn 30 triệu tiền mặt cho Hyundai Creta lắp ráp trong nước. Bên cạnh đó, đại lý này còn tặng bộ phụ kiện, bao gồm phim 3m, lót sàn 5D, camera hành trình vô Aeroid, bệ bước, phủ gầm, phủ ceramic, cho khách hàng mua xe. Trong những tháng qua, nhu cầu mua ô tô của người tiêu dùng Việt đã sụt giảm mạnh do khó khăn chung về kinh tế. Do đó, các hãng và đại lý phải liên tục tung ra chương trình khuyến mại để kích cầu. Hyundai Creta hiện là mẫu SUV cỡ B bán chạy thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau Toyota Corolla Cross. Cụ thể, trong tháng 5, Hyundai Creta đạt doanh số 498 xe, chưa bằng một nửa của Toyota Corolla Cross, bán 1041 xe và giảm 21% so với tháng liền trước. Kết quả cộng dồn trong 5 tháng đầu năm nay, của mẫu xe Hàn Quốc đạt 3.782 xe trong khi con số tương ứng của Toyota Corolla Cross là 5.768 xe. Với việc chuyển sang lắp ráp trong nước, Hyundai Creta chẳng những được nhà nước ưu đãi mà còn có nguồn cung dồi dào hơn. So với phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Hyundai Creta lắp ráp trong nước không thay đổi về giá bán, thiết kế, trang bị hay động cơ. Xe vẫn có 3 phiên bản là tiêu chuẩn đặc biệt và cao cấp với giá giao động từ 640 đến 740 triệu.